100 câu nói tinh hoa của Jiddu Krishnamurti. Khắp thế giới không ai còn lạ gì tên tuổi Krishnamurti. Từ nửa thế kỷ nay, Krishnamurti đã đi lang thang cô độc khắp trái đất, đã kêu gọi mọi người giải phóng khỏi mọi nô lệ ràng buộc trong đời sống đau thương này. Tiếng nói của Krishnamurti là tiếng nói lặng lẽ của một con người đã tự giải phóng bản thân, của một con người đã trải qua tất cả mọi đau đớn khôn cùng, đã sống 1 triệu mùa ở hỏa ngục, đã tự giải thoát và nhìn thấy được thực tại toàn diện của đời sống, ca ngợi dòng đời vô tận, ngây ngất với tiếng cười lặng lẽ của 10 triệu năm hư vô trong đêm tối nặng trĩu trái đắng mật đen. Sau đây là 100 câu nói tinh hoa tuyệt vời của Jiddu Krishnamurti về các chủ đề liên quan như tình yêu và cảm xúc, giáo dục hoặc niềm tin và con người. 1. Người ta không bao giờ sợ những điều chưa biết, người ta sợ sự kết thúc. 2. Bạn càng biết nhiều về bản thân thì càng rõ ràng. Hiểu biết về bản thân không có kết thúc, bạn không đạt được thành tích, bạn không đạt được kết luận. Đó là một dòng sông không có hồi kết. 3. Giáo dục không phải là thu nhận kiến thức đơn giản, cũng không thu thập và tương quan dữ liệu, nhưng hãy xem ý nghĩa của toàn bộ cuộc sống. 4. Toàn bộ không thể được hiểu theo một quan điểm duy nhất. 5. Chỉ khi chúng ta lắng nghe, chúng ta mới có thể học. Và lắng nghe là một hành động của sự im lặng, chỉ có một tâm trí thanh thản nhưng cực kỳ năng động mới có thể học. 6. Trong suốt cuộc đời, từ trẻ em, từ trường học cho đến khi chúng ta chết, chúng ta được giáo dục bằng cách so sánh bản thân với người khác. Tuy nhiên khi tôi so sánh bản thân với người khác, tôi tự hủy hoại chính mình. 7. Từ đạt một lần nữa ngụ ý thời gian và khoảng cách. Tâm do đó là nô lệ của từ để đạt tới. Nếu tâm trí có thể thoát khỏi các từ nhận, đạt và đến đó, thì việc nhìn thấy có thể ngay lập tức. 8. Tôn giáo của tất cả đàn ông phải là tin vào chính mình. 9. Bạn có nhận thấy rằng cảm hứng đến khi bạn không tìm kiếm nó? Nó đến khi mọi kỳ vọng dừng lại, khi tâm trí và trái tim bình tĩnh lại. 10. Trốn tránh một vấn đề chỉ phục vụ để tăng cường nó, và trong quá trình này, sự tự hiểu và tự do bị bỏ rơi. 11. Học từ bản thân đòi hỏi sự khiêm tốn, không bao giờ cho rằng bạn biết điều gì đó. Đó là học từ chính mình ngay từ đầu và không bao giờ tích lũy. 12. Một là thế giới, nó không tách rời khỏi thế giới. Nó không phải là người Mỹ, Nga, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo. Một không phải là bất kỳ nhãn hiệu và lời nói nào. Một là phần còn lại của nhân loại bởi vì ý thức của họ, phản ứng của họ tương tự như những người khác. Anh ta có thể nói một ngôn ngữ khác, có phong tục khác, đó là văn hóa hời hợt. Tất cả các nền văn hóa rõ ràng là hời hợt nhưng ý thức, phản ứng, đức tin, niềm tin, tư tưởng, nỗi sợ hãi, lo lắng, cô đơn, đau khổ và niềm vui của anh ta, họ tương tự như phần còn lại của nhân loại. Nếu bạn thay đổi, điều đó sẽ ảnh hưởng đến toàn nhân loại. 13. Nỗi sợ làm hỏng trí thông minh. 14. Để sống trong thế giới tham lam mà không tham lam cần có sự hiểu biết sâu sắc. 15. Tình yêu cho chính mình như một bông hoa tặng nước hoa của nó. 16. Gieo lúa mì một lần, bạn sẽ thu hoạch một lần. Bằng cách trồng một cây, bạn sẽ thu hoạch 10 lần. Hướng dẫn những người bạn sẽ gặt hái hàng trăm lần. 17. Với hy vọng ngày mai chúng ta hy sinh ngày hôm nay, tuy nhiên hạnh phúc luôn ở trong hiện tại. 18. Tự do là điều cần thiết cho tình yêu, không phải tự do nổi dậy. Không tự do làm những gì chúng ta muốn hoặc để công khai hoặc bí mật cho sự thèm ăn của chúng ta mà là tự do đi kèm với sự hiểu biết. 19. Chỉ khi tâm trí không có ý tưởng và niềm tin, nó mới có thể hành động chính xác. 20. Đức hạnh là tự do, nó không phải là một quá trình cô lập. Chỉ trong tự do, sự thật mới có thể tồn tại. Do đó, điều cần thiết là phải có đạo đức và không được tôn trọng bởi vì đức hạnh tạo ra trật tự. Chỉ có sự tôn trọng mới bị nhầm lẫn trong xung đột, chỉ có những bài tập đáng kính ý chí của anh ta như một phương tiện kháng cự. Và một người như vậy không bao giờ có thể tìm thấy sự thật bởi vì anh ta không bao giờ được tự do. 21. Điều quyết định để mang lại hòa bình cho thế giới là hành vi hàng ngày của chúng ta. 22. Thiền định khởi đầu bằng hiểu biết chính mình, để rồi vượt khỏi mọi hiểu biết. 23. Không tự biết mình thì dù bạn có làm bất cứ gì thì cũng không thể có cái tâm thiền. 24. Hạnh phúc là lạ, nó đến khi bạn không tìm kiếm nó. Khi bạn không nỗ lực để hạnh phúc, bất ngờ, bí ẩn, hạnh phúc sẽ ở đó, sinh ra từ sự thuần khiết.
25. Ý nghĩa của cuộc sống là sống. 26. Trí tuệ không phải là sự tích lũy của ký ức, mà là sự tổn thương tối cao đối với sự thật. 27. Khi không có tình yêu trong trái tim, chúng ta chỉ còn một thứ duy nhất, niềm vui, và niềm vui đó là tình dục, do đó điều này trở thành một vấn đề lớn. 28. Tìm kiếm trở thành một lối thoát khác từ những gì chúng ta thực sự là. 29. Kết thúc là khởi đầu của tất cả mọi thứ, bị đè nén và ẩn giấu, chờ đợi để được giải phóng qua nhịp điệu của nỗi đau và niềm vui. 30. Cho dù cơn bão có dữ dội đến đâu, tinh thần vẫn phải luôn kiên định. 31. Kỷ luật chỉ có thể xây dựng các bức tường xung quanh chúng ta, nó luôn luôn độc quyền và luôn khiêu khích các xung đột. Kỷ luật không dẫn đến sự hiểu biết, bởi vì sự hiểu biết đạt được thông qua quan sát, thông qua nghiên cứu, không có thành kiến dưới bất kỳ hình thức nào. 32. Không có cuốn sách nào là thiêng liêng, tôi có thể đảm bảo với bạn. Giống như tờ báo chỉ là những trang in trên giấy, và cũng không có gì thiêng liêng trong đó. 33. Điều quan trọng, đặc biệt là khi còn trẻ, không phải là trau dồi trí nhớ mà là đánh thức tư duy phê phán và phân tích. Chỉ sau đó bạn mới có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của một thực tế thay vì hợp lý hóa nó. 34. Yêu là không yêu cầu một thứ gì đó đáp lại, thậm chí không cảm thấy rằng bạn đang cho đi thứ gì đó và đó là tình yêu duy nhất có thể biết tự do. 35. Thế giới đầy những ý kiến như của con người. Và bạn biết ý kiến là gì? Một người nói điều này và người khác nói điều đó. Mọi người đều có ý kiến, nhưng ý kiến không phải là sự thật. Do đó, đừng lắng nghe một ý kiến đơn thuần, bất kể đó là ai, mà hãy tự mình khám phá điều gì là đúng. Ý kiến có thể thay đổi sau một đêm, nhưng chúng ta không thể thay đổi sự thật. 36. Khi bạn lắng nghe ai đó, một cách hoàn toàn, cẩn thận, bạn đang lắng nghe không chỉ bằng lời nói mà còn cả cảm giác về những gì bạn đang truyền tải, cho toàn bộ, không phải là một phần của nó. 37. Nếu bạn quan sát, bạn sẽ thấy cơ thể có trí thông minh riêng. Nó đòi hỏi một lượng lớn trí thông minh để quan sát trí thông minh của cơ thể. 38. Khi một người mất mối quan hệ với thiên nhiên và thiên đàng, anh ta sẽ mất mối quan hệ với những người khác. 39. Chúng ta luôn che đậy sự hư vô bên trong bằng một số tội lỗi chết người được gọi là... 40. Một trong những điều kỳ lạ liên quan đến tình yêu là bất cứ điều gì chúng ta có thể làm, nó sẽ chính xác nếu chúng ta yêu. Khi có tình yêu, hành động luôn luôn đúng, trong mọi hoàn cảnh. 41. Chúng ta nuôi dưỡng tâm trí làm cho nó ngày càng khéo léo hơn, ngày càng tinh tế hơn, xảo quyệt hơn, ít chân thành hơn và quanh co hơn và không thể đối mặt với sự thật. 42. Mong muốn không được thực hiện cuối cùng trở thành sự tức giận, thống khổ và đau khổ của con người. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta trong cuộc sống chính là những người bạn và người thân mà chúng ta kỳ vọng quá nhiều và mong đợi một sự tương ứng hoàn hảo với những gì chúng ta đã cho họ. 43. Nếu chúng ta vẫn hoàn toàn chú ý đến những gì đang có, chúng ta sẽ hiểu nó và chúng ta sẽ thoát khỏi nó. Nhưng để chú ý đến những gì chúng ta đang có, chúng ta phải ngừng chiến đấu cho những gì chúng ta không. 44. Khi bạn chú ý đến mọi thứ, bạn trở nên nhạy cảm và nhạy cảm là có một nhận thức bên trong về cái đẹp, đó là cảm giác về cái đẹp. 45. Nếu bạn có sự rõ ràng, nếu bạn là một ánh sáng bên trong cho chính mình, bạn sẽ không bao giờ theo dõi bất cứ ai. 46. Tình yêu không phải là phản ứng. Nếu tôi yêu bạn bởi vì bạn yêu tôi, có một thỏa thuận đơn giản, một cái gì đó có thể được mua trên thị trường, đó không phải là tình yêu. 47. Chỉ những cá nhân không bị mắc kẹt trong xã hội mới có thể ảnh hưởng đến nó một cách cơ bản. 48. Nó không được hiểu trước và sau đó nó được hành động. Khi chúng ta hiểu, sự hiểu biết tuyệt đối đó là hành động. 49. Ý tưởng của bản thân là thoát khỏi thực tế rằng chúng ta thực sự là... 50. Đam mê là một điều rất đáng sợ bởi vì nếu bạn có đam mê, bạn không biết nó sẽ đưa bạn đến đâu. 51. Hãy cẩn thận với người đàn ông nói rằng anh ta biết. 52. Điều cần thiết, thay vì trốn thoát, kiểm soát hoặc đàn áp hoặc bất kỳ sự kháng cự nào khác là hiểu nỗi sợ hãi. Nó có nghĩa là nhìn vào nó, tìm hiểu về nó, sẽ liên lạc với nó. Chúng ta phải học về sự sợ hãi, không phải làm thế nào để thoát khỏi nó. 53. Lắng nghe có nghĩa là học, chứ không phải là tích lũy. 54. Chúng ta lãng phí năng lượng của mình vì xung đột, cãi vã, sợ hãi và phù phiếm.
Khi năng lượng của chúng ta hoàn toàn không bị lãng phí, chúng ta có tất cả năng lượng trên thế giới. Trong khi bộ não của chúng ta không suy giảm vì xung đột, tham vọng, nỗ lực, đấu tranh, cảm giác cô đơn, chán nản, chúng ta có năng lượng dồi dào. 55. Nếu muốn hiểu và thoát khỏi nỗi sợ, người ta cũng phải hiểu niềm vui, cả hai đều có liên quan với nhau. Chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Người ta không thể thoát khỏi người này mà không thoát khỏi người kia. Nếu chúng ta bị từ chối khoái cảm, tất cả các cực hình tâm lý sẽ xuất hiện. 56. Sự khẳng định liên tục của niềm tin là một biểu hiện của sợ hãi. 57. Tôi khẳng định sự thật là một vùng đất không có đường và bạn không thể đến đó bằng bất kỳ con đường nào, bởi bất kỳ tôn giáo hay bất kỳ giáo phái nào. 58. Không có tình yêu, cuộc sống rất vô trùng, không yêu cây, chim, nụ cười của đàn ông và đàn bà, cây cầu bắc qua sông, những người chèo thuyền trên đó, những con vật, không có ý nghĩa gì. Không có tình yêu, cuộc sống giống như một cái giếng cạn. Trong một dòng sông sâu có sự giàu có và nhiều loài cá có thể sống, nhưng cái hố không có độ sâu sẽ sớm bị khô bởi mặt trời dữ dội và không còn gì trong đó, ngoại trừ bùn và bụi bẩn. 59. Khi tâm hoàn toàn im lặng, trên cả mức độ hời hợt và sâu sắc, những điều chưa biết, vô lượng có thể được tiết lộ. 60. Bằng cách đặt tên cho một cái gì đó, chúng tôi đã giới hạn bản thân mình trong việc đưa nó vào một danh mục và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã hiểu nó, chúng ta không nhìn vào nó kỹ hơn. Nhưng nếu chúng ta không đặt tên cho nó, chúng tôi có nghĩa vụ phải xem xét nó. Đó là chúng ta tiếp cận bông hoa hoặc bất cứ điều gì có thể với cảm giác mới lạ, với một chất lượng kiểm tra mới. Chúng ta nhìn vào nó như thể chúng tôi chưa bao giờ nhìn vào nó trước đây. 61. Giữ hai giải pháp, luôn chọn giải pháp hào phóng nhất. 62. Trí thông minh là khả năng nhận thức thiết yếu. Cái gì và giáo dục là quá trình đánh thức năng lực này trong chính chúng ta và ở người khác. 63. Đừng lặp lại sau những lời tôi nói mà bạn không hiểu. Đừng chỉ đơn thuần đeo mặt nạ cho ý tưởng của tôi, bởi vì đó sẽ chỉ là ảo ảnh và bạn sẽ tự dối lòng mình. 64. Để biến đổi thế giới, chúng ta phải bắt đầu với chính mình và điều quan trọng để bắt đầu với chính chúng ta là ý định. 65. Nói với bạn của bạn rằng trong cái chết của anh ta, một phần của bạn chết và đi cùng anh ta. Bất cứ nơi nào bạn đi, bạn cũng đi. Bạn sẽ không cô đơn. 66. Bản thân sự hoàn hảo là phản đề của tự do và học tập. Khám phá cách sống mà không so sánh và bạn sẽ thấy điều gì đó phi thường xảy ra. 67. Hiểu cuộc sống là hiểu chính mình và đây là sự khởi đầu và kết thúc của giáo dục. 68. Tự do thực sự không phải là thứ có thể có được, nó là kết quả của trí thông minh. 69. Khi họ kể một câu chuyện thú vị cho một cậu bé, anh ta lắng nghe với một cảm giác tò mò và năng lượng rất lớn. Anh ấy muốn biết những gì sẽ xảy ra và chờ đợi cho đến cuối cùng. Nhưng chúng ta, những người trưởng thành, đã mất hết sự tò mò và năng lượng để khám phá. Năng lượng đó cần thiết để nhìn rõ mọi thứ như hiện tại mà không làm biến dạng chúng. 70. Tất cả cuộc sống là một phong trào trong mối quan hệ. Không có gì sống trên trái đất không liên quan đến thứ này hay thứ khác. Ngay cả ẩn sĩ, một người đàn ông đi đến một nơi đơn độc, vẫn còn liên quan đến quá khứ và những người xung quanh. Không thể thoát khỏi mối quan hệ. Trong mối quan hệ này, đó là tấm gương cho phép chúng ta nhìn thấy chính mình, chúng ta có thể khám phá ra chúng ta là gì. Phản ứng của chúng ta, định kiến và nỗi sợ hãi, trầm cảm và lo lắng, cô đơn, đau đớn, đau buồn, thống khổ. 71. Bạn phải biết làm sao xung đột khởi, nhị nguyên trong mình. 72. Bởi vì bạn không yêu đời sống nên bạn phán xét bằng những tiêu chuẩn luân lý, bằng thiện ác, bằng nỗi sợ về thiên đàng và địa ngục và do đó đặt một rào chắn ngang tình yêu đó, chắn ngang sự thấu hiểu cuộc đời. 73. Tự do nghĩa là chấm dứt cái ngã, cái tôi, hình ảnh tôi có về mình. 74. Tình yêu không thể làm được gì, nhưng không có nó, không có gì có thể làm được. 75. Hầu hết chúng ta quan tâm đến cái trước mắt, cái nhìn ngắn hạn thay vì cái nhìn dài hạn, và suốt cuộc đời chúng ta bị bao vây bởi những mối quan tâm trước mắt. 76. Bằng cách lắng nghe bản thân mình, bạn học được nhiều hơn bằng cách lắng nghe người khác. 77. Vì thói quen suy nghĩ theo khuôn mẫu đã được hình thành trong bạn nên ngay cả khi bạn nổi loạn thì nó cũng nằm trong khuôn mẫu đó. Nó giống như tù nhân nổi dậy để có thức ăn ngon hơn, nhiều tiện nghi hơn, nhưng luôn ở trong nhà tù. 78. Chúng ta phụ thuộc,
Nô lệ từ ngữ. Vậy chúng ta thấy sự nô lệ này, chúng ta trở thành người quan sát. 79. Nhận thức trong đó không chọn lựa, chỉ nhận thức, chỉ nhận biết. 80. Kiến thức là một cơn nghiện, như một thức uống, kiến thức không mang lại thấu tỏ. Kiến thức có thể được dạy, nhưng trí tuệ thì không, phải có sự tự do khỏi kiến thức cho sự xuất hiện của trí tuệ. 81. Giáo dục chính là sự giáo hóa tâm thức để cho hành vi không vị kỷ. 82. Khi thật sáng suốt thì không cần chọn lựa, nhận thức và đi cùng nó. 83. Tâm đạo là tâm không có tương lai, không có quá khứ, cũng không sống trong hiện tại như đối nghịch của hôm qua và ngày mai, bởi trong đạo tâm thời gian không có. 84. Sự mô tả không là cái được mô tả. Tôi có thể mô tả ngọn núi, nhưng sự mô tả không phải là ngọn núi. Và nếu bạn bị cuốn vào sự mô tả, như hầu hết mọi người, thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy ngọn núi. 85. Mọi việc càng phức tạp thì chúng ta càng nghĩ mình có trí tuệ. 86. Hiện hữu có ý nghĩa vô cùng quan trọng hơn là trở thành. 87. Khi bạn có thể nhìn thấy mọi điều đơn giản, bạn vượt qua tất cả trí tuệ. 88. Khi một người tự chuyển hóa, khi bạn chuyển hóa tận gốc rễ bản thân mình, bạn tác động lên toàn bộ ý thức nhân loại. Các bạn có hiểu không? Bởi vì các bạn chính là nhân loại, các bạn là sự chuyển động của loài người. 89. Tôi không muốn theo đuôi ai cả, bởi nếu tôi theo đuôi ai đó thì sau này tôi phải giải phóng tôi khỏi người đó. Nhưng nếu tôi chỉ theo đuôi chính mình, thì sau này tôi chỉ cần giải phóng chính mình mà thôi. 90. Nếu bạn thật sự yêu thương, nếu có một tình yêu chân thật thì đó quả là một điều kỳ diệu. Trong tình yêu đó, không có va chạm, không có người này và người kia, mà chỉ có sự hợp nhất trọn vẹn. Đó là trạng thái hòa nhập, một hiện hữu trọn vẹn. Có những khoảnh khắc như vậy, những giây phút vui vẻ, hạnh phúc, hiếm hoi như vậy, khi yêu thương trọn vẹn, hòa hợp trọn vẹn. 91. Không biết là tự do, biết là giam cầm. 92. Đối với tôi, đời sống tôn giáo là chìa khóa mở ra cánh cửa cho mọi vấn đề của chúng ta, và vì vậy chúng ta phải hiểu rõ nó. 93. Suy nghĩ quá xảo quyệt, quá thông minh đến nỗi nó bóp méo mọi thứ vì sự thuận tiện của chính nó. 94. Ngôn từ tạo ra những giới hạn. 95. Bởi vì không biết được chính mình, chúng ta đang phá hủy những người khác, chúng ta đang phá hủy trái đất kỳ diệu này. 96. Tuyệt đối cần thiết và khẩn cấp phải có một cuộc cách mạng tận gốc rễ nơi tâm thức, một cuộc chuyển hóa thực sự trong toàn bộ cơ cấu tâm lý con người. 97. Nếu bạn chú tâm, nhận biết được sự không chú tâm, từ đó sự chú tâm nở hoa. 98. Mọi nỗ lực hành thiền đều phủ nhận thiền. Thiền là chấm dứt tư tưởng, chỉ lúc đó mới có một chiều không gian khác vượt thời gian. 99. Không cần ai chỉ cho bạn cách quan sát, bạn chỉ cần quan sát. 100. Liệu tâm trí có thể nhận biết được tánh không mà không đặt tên cho nó, chạy trốn hay phán xét nó mà chỉ ở cùng nó không?